Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin liệu Tô Tổng có làm nên cuộc lột xác cho Việt Nam hay không. Ngày 18 tháng 8, báo Tiếng Dân đăng tải bài bình luận Việt Nam đang có tiền đề tốt để thực hiện cuộc lột xác của tác giả Trần Văn Chánh. Theo tác giả, đã xuất hiện tiền đề cho một cuộc lột xác ở Việt Nam. Đó là qua cuộc thanh trừng nhân sự khốc liệt thời gian vừa qua, mọi sự thật đều đã được phơi bày một cách công khai cho mọi người cùng biết về bộ mặt thối nát của phần tử lãnh đạo chớp bu. Nghĩ theo hướng lạc quan thì các cuộc thanh trừng vừa qua là tiền đề khởi đầu cho một cuộc cách mạng lần thứ hai. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Tác giả phân tích, điều chắc chắn là phái mới lên thay cho phái cũ, đương nhiên cần phải giương ngọn cờ mới để thu phục công chúng. Nếu ngọn cờ là chính nghĩa thì nó sẽ như ngọn cuồng phong làm đổ rạp cây cỏ, ngay cả những phần tử đối lập dù muốn dù không cũng phải vâng theo. Một lý do sâu xa nữa đó là cho dù có thể đối lập nhau về phương diện lợi quyền, về kinh nghiệm thực tế và lương tri, thì các phe phái đều có chung một nhận thức giống nhau rằng chủ nghĩa xã hội chẳng qua chỉ là một loại lý tưởng phi hiện thực, nếu không muốn gọi là ảo tưởng. Bằng như ngược lại, nếu phái mới đi theo con đường bất chính, chống lại nhân dân, thì câu trả lời coi như đã có sẵn. Tác giả nhận xét, Tân Tổng Bí Thư có lẽ phải tiếp tục cây tre, vì ngoại giao uyển chuyển có những khía cạnh rất khôn ngoan. Vấn đề là cây tre sẽ phải uốn éo theo kiểu mới nào cho thích hợp nhất với thời đại và với quyền lợi của nhân dân. Chính trị là những cái bắt tay bí mật, chứ không phải là những lời tuyên bố công khai, nên người ngoài cuộc thường chưa thể đoán định trúng hết mọi điều. Tác giả cho rằng cuộc đảo chính cung đình đã thực hiện bước đầu thành công. Hình ảnh lễ đón tân Tổng Bí Thư Việt Nam tại Trung Quốc. Nếu nhóm chấp chính đương cuộc hiện nay muốn làm nên đại cuộc lịch sử hướng về phía quyền lợi của nhân dân chứ không phải vì để bảo vệ đảng, thì tự nhiên họ sẽ có những lựa chọn và kế sách hành động thích hợp. Tác giả đánh giá nghĩ theo hướng tốt, một khi thể chế chính trị đã được cải cách, nền dân chủ pháp trị được xây dựng, phát triển vững chắc trên cơ sở thực thi đúng và đủ hiến pháp với các quyền tự do dân chủ, thì một khoảng dư địa rộng rãi sẽ được tạo ra cho xã hội dân sự dần dần thâm nhập một cách tự nhiên. Đây chính là điều kiện căn bản để phát triển con người và giải phóng mọi công dân, gồm cả cán bộ nhà nước. Về chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của ông Tổng Bí Thư, tác giả nhận định ông đóng vai trò làm kẻ du thuyết, một nhiệm vụ nặng nề không hề đơn giản. Trên phương diện đối ngoại, chọn hướng đúng cũng có nghĩa là chọn hợp tác nhiều hơn với các quốc gia dân chủ tiến bộ mà Việt Nam cũng đã và đang có chủ trương ngày càng rõ nét. Còn đối với một vài nước đã lỡ cùng theo chế độ độc tài vì những lý do ngoắt ngoéo của lịch sử thì vẫn phải tiếp tục hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học để cùng nhau phát triển. Nhưng có lẽ Việt Nam nên dần dần tách ra thay vì tiếp tục cấu kết nhau với tư cách đồng chế độ chính trị để cùng áp bức người dân trong mỗi nước. Hình ảnh Trung Quốc thường xuyên xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Với Trung Quốc, vẫn theo tác giả, Việt Nam thừa khả năng và kinh nghiệm để đối phó thành công trong mọi tình huống, tuyệt đối tránh xung đột bằng bạo lực để sinh linh của cả hai bên không bị tàn sát. Đối với Hoa Kỳ, vấn đề cốt lõi hiện nay là biết khai thác những khía cạnh tương quan quyền lợi giữa các bên để mang lại lợi ích cho người dân trong nước, đồng thời cũng là chiến lược để tạo nên thế trận cân bằng trong trường ngoại giao quốc tế, vốn đang tồn tại những mối xung đột giữa đôi ba cường quốc tiêu biểu. Tác giả bình luận có thể cải cách xã hội theo kiểu một số nước Bắc Âu, nơi có thu nhập đầu người rất cao và hầu như không có tham nhũng, không có nhà tù. Nên phóng thích ngay các tù nhân chính trị, những người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ, nhằm tạo ra một bầu không khí mới, tạo lòng tin đối ngoại với một số nước văn minh phương Tây, thu hút mạnh đầu tư, đồng thời kích thích tinh thần hòa giải, hòa hợp, đoàn kết dân tộc. Tác giả kết luận cần phải giải quyết rốt ráo những vấn đề khó khăn của đất nước, trong đó có quốc nạn tham nhũng, chủ yếu bằng con đường cải cách chính trị, chứ không phải chỉ bằng trừng phạt theo kiểu đốt lò, vì dễ phát sinh hiệu ứng phụ, gây mất đoàn kết nội bộ như đã thấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Liệu Tô Tổng có làm nên một cuộc lột xác cho Việt Nam hay không? Facebook như dòng chảy nhỏ, bình dân và thể hiện hơi thở cuộc sống. Ngày 17 tháng 8, nhà báo Đoàn Bảo Châu, tức là Facebook Châu Đoàn, viết trên trang Facebook cá nhân của mình rằng tại sao chúng ta thích Facebook. Hình ảnh bài trên Facebook cá nhân của nhà báo Đoàn Bảo Châu. Thời báo chấm D trích giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau.
Khi đọc Facebook, ta cảm thấy rõ hơi thở cuộc sống, từ những thông tin chân thực, những mẫu hài hước, tâm tình sâu sắc, cho đến những khoe khoang phù phiếm nhẹ nhàng. Dù không phải bài viết nào cũng chất lượng, nhưng đó đều là những suy nghĩ và trạng thái thật của bạn bè. Dòng trạng thái trên Facebook có thể không phải là một dòng thác mạnh mẽ, nhưng nó là một dòng chảy nhỏ và liên tục, dễ dàng chạm đến những đầu óc bình dân như chúng ta, những người không thuộc diện hàn lâm với đầu to mắt cận. Khi viết trên Facebook, chúng ta cảm thấy tự do thể hiện ý kiến, không phải lo lắng liệu bài viết của mình có được đăng hay có bị biên tập cắt xén hay không. Tất nhiên đôi khi ta sẽ gặp những bài viết hoặc con người mà ta không thích, không hợp, nhưng ta luôn có lựa chọn về bạn bè và thậm chí có thể chặn những kẻ đáng ghét. Facebook cũng như xã hội bên ngoài, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chọn bạn mà chơi. Thêm vào đó, việc rèn luyện và va chạm trong thế giới ảo cũng là một cách tốt để trau dồi nhận thức và cách ứng xử trong thế giới thực. Hình ảnh ông chủ của Facebook, Mark Zuckerberg. Ngày càng tôi cảm thấy rằng Facebook thực sự rất thật, chứ không hề ảo chút nào. Nếu bạn chỉ là ảo thì cũng có thể ảo được vài dòng trạng thái, bởi con người của bạn cuối cùng cũng sẽ lộ diện trước cộng đồng. Không ai có thể là diễn viên suốt tháng này qua năm khác. Còn nếu như ai đó cứ thích nói về mặt trái của Facebook thì điều ấy cũng nhạt và không đáng quan tâm. Mọi sự trên đời cái gì chẳng có hai mặt, việc đó chẳng cần phải bàn. Nếu cả thế giới ai cũng đi xe đạp thì chắc ở Việt Nam mỗi ngày sẽ không có vài chục người chết vì tai nạn giao thông. Nhưng con người sử dụng xe máy, ô tô, máy bay, người ta học cách điều khiển những phương tiện ấy để phục vụ cho cuộc sống tốt hơn, chứ không ai bảo nguy hiểm lắm đừng đi. Một vấn đề mà nhiều người dùng Facebook phàn nàn, trong ấy có tôi, là họ có một thuật toán để bóp tương tác theo chỉ đạo của chính quyền sở tại. Là một người viết trên Facebook nhiều, tôi cảm thấy rõ điều này trong vài năm trở lại đây. Nhưng để có được một bằng chứng cụ thể để kiện cáo là một điều khó khăn, gần như không thể, trừ khi có một người trong nội bộ của Meta tiết lộ ra điều này. Hình ảnh người dùng mạng xã hội Facebook. Tôi tin rằng Facebook đang đóng góp rất tích cực cho việc nâng cao dân trí ở Việt Nam và hy vọng rằng trong tương lai, Facebook cũng sẽ nâng cao cả quan trí. Dù điều này sẽ chậm hơn bởi rất ít người trong số họ dùng Facebook. Nếu họ dùng, họ sẽ thấy người dân cười một cách cay đắng trước những phát ngôn ngô nghê, đôi khi là ngu xuẩn của một số đồng chí của họ. Nhưng thôi, điều ấy cũng tốt cho sức khỏe của họ. Bởi nếu họ dùng Facebook, họ sẽ cảm thấy giống loài của họ không được yêu quý lắm trong cộng đồng này. Chúc các bạn Facebook của tôi tìm thấy được những ý nghĩa tích cực của mạng xã hội này và đóng góp cho cộng đồng ngày càng lớn mạnh và tốt đẹp hơn. Bình luận dưới bài viết Nick Đặng Quân, Tiếu Táo. Nếu như quan chức Việt Nam bắt buộc phải có trang mạng xã hội để giao lưu, tương tác với người dân thì vui lắm. Nick Quang Minh Vũ đồng ý với tác giả. Đúng vậy, gọi Facebook là mạng xã hội là chính xác. Facebook là một xã hội. Điều duy nhất tôi quan tâm trên Facebook là quan điểm, suy nghĩ của mọi người. Điều này hầu như không ảo, kể cả khi tác giả của những ý kiến đó có cố tình giả mạo, lừa đảo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Facebook như dòng chảy nhỏ, bình dân và thể hiện hơi thở cuộc sống. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.